Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng nữ theo rất là nhiều bạn comment. Bạn comment kêu chơi tướng nữ game này đi. Thì ok, hôm nay mình sẽ chơi một tướng nữ có tên là Ba Quy Tôn Linh Lung nha mọi người. Con này là con Ba Quy Tôn Linh Lung chứ không phải là Tôn Linh Lung nha. Đây ok, đây có một cái map lớn rồi. Rồi, đây mình sẽ... bây giờ mình farm rừng xong mình rất là xanh rồi mọi người. Còn chịu thống nó bật anti rồi. Thì đây giết luôn con mã lương. Thì mình sẽ giải thích vì sao mà vừa vô mình đã cấp 13 rồi nha mọi người. Thì ok, để mình đánh xong cái pha này cái đã. Mình cấp 13 mà con chương quanh quanh nó mới cấp 7 thôi mọi người. Chịu thống mới cấp 8 này. Rồi mình cấp ok nó, thì mình sẽ giải thích vì sao nha. Thì cái game này á mọi người chơi rừng mọi người à, cụ thể là chơi những cái con mà kiểu sát thương chính về sau á, ở bên Vương Giả Minh Diệu mình hay gọi là AD hay gọi là sát thủ này nọ đó mọi người. Những con nào mà cần tiền hấp tiền này nọ thì mình sẽ đi rừng, và đi rừng những cái giai đoạn đầu trận á, tầm 4 phút, 5 phút, thậm chí 6, 7 phút đầu trận á. Nói chung cái game này mọi người ở trong rừng càng lâu thì mọi người càng mạnh. Thì farm nó chỉ là đánh quái này nọ thôi. Nhưng mà thật ra thì muốn farm nhanh hay gì đó cũng cần mẹo, cần kỹ thuật này nọ rất là nhiều mọi người. Thì ai muốn mình để thì mình sẽ quay video từ lúc đầu trận luôn. Còn không thì mình sẽ nhắm khi nào mình ra rừng này nọ rồi mình mới bắt đầu quay video, để cho nó kiểu nó đỡ nặng máy, với xuất video ra nó cũng đỡ lâu hơn mọi người. Đấy thì nói chung thì bạn nào muốn xem thì mình sẽ quay từ đầu trận mọi người. Thì trận này mình sẽ video đầu tiên thì mình nói như vậy, xong rồi mình vẫn sẽ cắt nha. Còn nếu mà ai muốn xem đầu trận thì từ video sau mình sẽ để. Những cái video nào mà đi rừng á thì mình sẽ để đầu trận luôn. Thì thật ra cái không phải đi rừng không đâu, mà là khai cuộc của cái game này nó cũng rất là chậm. Nó chậm hơn những cái game như là mình thấy như Vương Giả Bình Diệu rất là nhiều. Khai cuộc của nó là bắt đầu mà nếu mà đánh đàng hoàng như thì bắt đầu chắc tầm 5 phút trở lên thì mới bắt đầu đánh mọi người. Chứ đầu trận cũng farm này nọ thôi mọi người. Thì tại vì sao mà rừng lại hay farm này nọ trong rừng lâu này kia mà mình phải bắt đầu quay video từ trễ như vậy, thì mình nói sơ qua về cái lối chơi của cái game này. Ai mà chơi rồi thì cũng biết thôi, nhưng mà để cho những bạn mà muốn tập chơi hay là như nào đó không biết thì mình sẽ nói là giống như là cái game này rừng nó không phải là vị trí cần đi ganh đầu trận hay là gọi là cần đảo map này nọ mọi người. Rừng là một vị trí rất là dễ bị bắt mọi người. Ok, giết được con mã lương này rồi, mình có ngự thì mình hoàn toàn không sợ những con này mọi người. Thì rừng là một vị trí rất là dễ bắt và rất là cần tiền. Thì nó tương tự như là AD ở bên Vương Giả Minh Diệu hay là những cái tựa game khác vậy đó. Nó rất là cần được farm ở trong rừng yên ổn, không ai đụng chạm tới nó mọi người. Chứ không phải là farm bùa này nọ xong rồi đi ra ganh các kiểu, không có nha mọi người. Cần phải ở trong rừng càng lâu càng tốt. Và farm làm sao cho nhanh, chứ không phải là nghe ở trong rừng farm này nọ khoái này kia đâu mọi người. Chẳng hạn như hồi nãy mọi người thấy mình farm như nào mà mình level 12, 13 mà mấy thằng bên địch nó mới có 7-8, thì mọi người phải biết farm, phải biết kỹ thuật này nọ. Thì mọi người muốn xem thì mình sẽ để, còn không thì mình sẽ bắt đầu quay video muộn, từ lúc nào mình bắt đầu muốn ra rừng thì mình mới quay đó. Thì đây ok, mình sẽ đánh với những cái thằng này nè. Đó mọi người thấy mình hoàn toàn out cấp những cái thằng này luôn mọi người. Mình 17 rồi, bọn nó mới 14-15 thôi. Ui rồi đằng ngãi nguy hiểm thế, mình chưa hồi ngự mọi người. Đằng ngãi nó ngự lên rồi, thôi chạy. Ok, giết được thằng ngồi vãi chưởng thật sự. Pha này mình định bật ngự là mình không chết đâu mọi người. Bật ngự là triệu thống nó không có dùng cái chiêu một để vô mình được. Tuy là mọi người thấy mình ao tiền ao cấp đánh rất là mạnh, nhưng mà mọi người xem mạng ở bên mình đang thua mạng bên nó mọi người à. Cái mình đã lên được cây hấp huyết này rồi. Cái cây này thì nó giống như là cái cung tà ma bên Liên Quân vậy mọi người. Ui, mã lương nó biến heo mình rồi. Biến heo là một cái gì đó rất là khó chịu mọi người. Mình bắn chết con mã lương này luôn. Ủa, triệu thống đâu ra vậy? Rồi giết luôn triệu thống rồi mọi người. Đó, cái cây hấp huyết này mình vừa mới mua mọi người. Cái cây đao mà kế bên cây ngự á, thì nó giống như là cây cung tà ma bên Liên Quân vậy mọi người. Bật lên là hút máu cực kỳ nhiều luôn. Đó, nhưng mà bây giờ mọi người xem là mạng mình vẫn đang thua mạng nó nha. Rồi ok, mình sẽ cân bằng tỷ số. Rồi ok. Thì nói chung game này mọi người không thắng nhà thì cố gắng thắng mạng nha mọi người. Nhà mọi người thua thiệt chứ nói thì mọi người làm sao mà đánh đạt 50 mạng trước thì win mọi người. Thì mình nói sơ qua về bộ kỹ năng của con tướng Ba Quy Tôn Linh Lung này nha mọi người. Ui, team mình có một người AFK rồi, Hoàng Trung bên mình AFK rồi.
Thì cái con ba quy tông linh lung này nè, chiêu 1 thì mọi người thấy rồi, đây chiêu 1 chính là cái chiêu này. Nó sẽ đứng nó sấy về phía trước, hình như là 6 viên hay là bao nhiêu viên, nói chung rất là nhiều, như sấy AK vậy mọi người. Thấy xèo luôn mọi người à. Rồi đây mình sẽ đặt cái đèn ở chỗ này để nó thôi. Ui, chưa kịp đặt cái đèn nữa mọi người. Rồi nó choáng mình rồi. Ui thôi chạy. Ui, phải chưởng thật sự, pha này mình chưa hồi kịp ngự. Thì mình nói tiếp về bộ chiêu thức của con này thì chiêu 1 sẽ như là sấy AK, còn chiêu 2 mình sẽ lướt ra một cái mọi người. Đây mình sẽ lướt một đoạn, xong rồi trong cái quá trình lướt đó, ba quy tung linh lung nó sẽ bắn một viên đạn đó nha mọi người. Thì nó giống như là một cái chiêu kỹ năng để né chiêu thức vậy mọi người, né chiêu thức rồi lướt đi một đoạn rồi phản đòn lại một viên. Đó, còn cái chiêu 3 thì máu kẻ địch càng thấp thì sát thương lên kẻ địch sẽ càng cao. Tức là nói chung máu nó bắn theo phần trăm máu đã mất thì cũng không hẳn, mà cái cơ chế nó giống như cơ chế anti của con Gia Cát Lượng ấy. Khi mà máu địch thấp thì các bạn bắn nó sẽ mạnh hơn kiểu thế. Còn cái ulti á thì nó sẽ đổi giữa hai cái chế độ là cái cung màu vàng và cái cung màu tím. Cái cung vàng á thì đây mình đang bắn cái chế độ vàng mọi người à, thì cái cung vàng nó sẽ bắn ra 3 tia. Những cái tia chính thì nó sẽ mạnh hơn, còn 2 tia phụ thì nó sẽ yếu hơn mọi người. 2 tia phụ thì nó sẽ yếu hơn, gây thêm hình như là 35% sát thương hay sao mình không nhớ mọi người. Còn chuyển, nếu mà bấm vô thì nó sẽ chuyển sang chế độ khác, nó chuyển giữa hai trạng thái màu tím thì mọi người sẽ di chuyển nhanh hơn và mọi người bắn địch sẽ làm chậm địch mọi người. Cái con đạn nhảy nó cứ lăm le nó ra đánh mình rồi nè mọi người. Bật ngự lên nha, bật ngự lên thì mình sẽ đỡ bị choáng hơn. Ok, mình giết được con đạn nhảy rồi, đông quá mọi người ơi, 3 đứa. Ui vãi chưởng, thêm con đạn nhảy nó là 4 mà đạn nhảy nó chết rồi, giờ cân 3 mọi người. Má ơi, đã bị cân 3 mà còn bị heo nữa. Ô hay, không sao mọi người, pha này mình kịp bật cái cây hấp huyết lên mọi người, mình hút máu lại thì mình nói nó giống như cái cung tà ma vậy đó mọi người. Giết được một con này trước này mọi người, đang giết cái con chưa quanh này trước đi. Quanh chết không? Chết. Ok, giết được rồi. Triple kill rồi. Mạng nữa. Ok mọi người, quanh ra kill mọi người một pha cân gọi là cân 4 quá mãn nhãn mọi người, thêm một cái mạng diêm ma từ con triệu thống nữa. Thì pha đó triệu thống 2 mạng mọi người có thể để ý là lúc nãy một con nó chết rồi nhưng mà nó hồi sinh lại. Thì tính ra thêm mạng triệu thống 2 mạng cân 5 với mọi người. Nhưng mà mình nói đùa thế thôi, tại vì là ngãi chết đầu tiên rồi thì mới con mã lương nó mới xuất hiện, nó biến heo mình. Không, nếu mà nó biến heo mà đặng ngãi đánh thì mình cũng chết rồi mọi người. Ok, mình đã full đồ rồi, thì game này full đồ thì cũng không phải là gì đó đáng sợ mọi người. Chẳng hạn như Vương Giả Vinh Diệu mà các bạn full đồ thì các bạn sẽ bị không còn tăng tiến được sức mạnh nữa. Nhưng mà game này thì không phải lo nha. Những cái món đồ các bạn còn một số món có thể up lên được level 3. Chẳng hạn như build đồ của mình thì mình có cây né tránh và cây bội kích có thể up lên được level 3 mọi người. Cái gì mà dí mình giữ vậy các bạn? Nãy giờ các bạn không nhớ cái kinh nghiệm đau thương vừa rồi sao? Lúc nãy mà các bạn 4 đứa bạn giết còn không được mình đó, bây giờ team địch chạy hết rồi mọi người. Để triệu thống đây mình anh em, rồi xong bye bye triệu thống luôn. Mọi người đánh với triệu thống mà nó ít máu thì mọi người đừng đánh nó nha, vì cái anti nó cũng hồi máu là giống con Dextra vậy đó. Mình bật ngự lên rồi mình bắn chết mấy con này luôn. Rồi ok, giết được đạn nhảy này, giết được con quanh luôn đây. Ok, giết được con quanh này. Thì ngày xưa mình thấy khi mà con Dextra nó ra, rất là nhiều bạn bên Liên Quân comment này nọ, chiêu gì ảo này kia, mình thấy rất là bình thường mọi người. Tại vì mình đã gặp cái con triệu thống này cách đây cũng cả 10 năm rồi mọi người, thì mình thấy cái chiêu thức đó rất là bình thường mọi người. Thì giống như là nó khi mà nó bật anti lên thì nó sẽ chuyển toàn bộ sát thương thành nó sẽ chuyển toàn bộ sát thương thành máu cho nó mọi người. Ví dụ nó đang bật anti mà các bạn xả cái chiêu mạnh thiệt là mạnh, do là khi nó hồi đầy cây luôn đó mọi người. Nhưng mà lúc nãy hồi mà chiêu nó cũng có tầm 4-5 giây thôi, thì mình chỉ cần mình đợi hết anti rồi mình bắn nó chết thôi mọi người. Nếu mình đầy cây mình cũng chả sợ anh em ơi, tại vì mình mạnh dữ lắm rồi. Và khi mà mọi người chơi game này, mọi người chơi những vị tướng lay, những vị tướng nói chung là những vị tướng sát thương vật lý đánh thường nói chung, thì mọi người farm rừng xong mọi người ra, mọi người phải ít nhất mọi người phải đánh được như mình, mọi người phải gánh team này nọ, chứ không phải là nhiều ông mình thấy farm xong ra vẫn rất là vô dụng mọi người, ra đánh không lại ai hết mọi người. Cho nên là nói chung farm xong thì cố gắng ra gánh team nha mọi người, còn không thì đúng là làm tạ đó, ngủ trong rừng cả buổi xong giờ ra không làm được gì nữa mọi người. Ok, mình sẽ cố gắng lấy những cái đường lính siêu cấp này nha. Rồi ok, một cái đường bên phải đã được lấy rồi. Ok, thêm đường mid nữa mọi người. Mình định lấy luôn cái hai cái trụ nhà chính nhưng mà mình thấy lính nó ra rồi, thôi mọi người ơi, mình sẽ lấy nốt 3 đường lính siêu cấp nha.
cố gắng ôi tìm địch nó ra rồi mọi người, cố gắng lấy thêm cái trụ này nữa được không mọi người? Ôi trời, sao mình mà bắn tự nhiên mình lại bắn cái pha đó, mình lỗi quá mọi người ơi. Thôi chạy chạy, ui má ơi, định chạy mà bị chón rồi, bị biến heo luôn. Du cấm làm gì vậy cha, Du cấm còn hất mình vô, nó bó tay thật sự mọi người. Thôi mình đắp chiếu chung với Du cấm rồi, thôi em lại anh Du cấm luôn. À, và game này nó còn có một số cái điểm hay nữa mọi người. Tức là tướng team mình có thể tác động được một số chiêu thức thôi nha, có thể tác động được lên cả tướng team mình, và tướng mình vẫn có thể bị tướng mình tiêu diệt mọi người. Mình hồi xưa mình chơi nhiều ông tròn cái bị tướng cùng nước tiêu diệt này nọ mọi người, rồi hoặc là tự sát mọi người, chiêu mình có thể tự gây sát thương lên mình rồi mình tự chết luôn, nó kiểu vậy mọi người. Game nói chung nhiều cơ chế rất là hay mọi người. Thôi chạy 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 thôi, thua anh em ơi, pha này team địch 5 đứa đông quá mọi người. Mình thấy ông kia đánh anh Dũng quá, mình định ở lại nhưng mà thôi hết ngự luôn rồi, bị tử luôn mọi người. Tử tức là cái inti của bạn Đức, mọi người có thấy một cái chữ trên đầu mình không? Cái chữ đó thì khi mà mọi người bị nó tử lên đầu á thì mọi người sẽ bị giảm thủ nha. Ok, giết được Trương Quanh Quanh nào, ok, được hai mạng mọi người, khá là ngon anh em. Thì cái inti của bạn Đức nó sẽ tử lên mình, tức là nó đánh dấu mình, nó sẽ nhận được tầm nhìn này, nó sẽ giảm khả năng hồi máu này, nó sẽ giảm thủ nè. Nói chung inti rất là lợi hại nha, nghe thì nó bình thường đó nhưng mà nếu mà nó tử lên mọi người thì nó chặt mọi người chừng 2-3 cái là mọi người chết à, tại vì giảm thủ rất là nhiều đó. Ok, mình đã được 3 đường lính siêu cấp rồi nè mọi người. Thì nói chung nó tử lên thì mọi người cố gắng hạn chế không đánh nữa nha, hạn chế chạy thôi mọi người. Pha này mình sẽ, nói chung mình nghĩ là mình đánh được anh em ơi. Pha này mình sẽ cố gắng mình lấy luôn những cái trụ của nó. Đây, mình sẽ lấy được 2 cái trụ nhà chính rồi nè, mình cố gắng lấy thêm một cái cho nó còn mỗi cái nhà thôi. Ok, ok, lấy được cái trụ này nữa, chạy về nha mọi người. Thôi bắn luôn đi mọi người, bắn được mà, mình có ngự nè. Yên tâm các em cứ đánh đi, thầy cân hết mọi người. Đó thầy, ôi thầy hết ngự rồi, thầy chạy đây. Đứng đây bắn thêm tí mọi người, có con ôi thằng kia nó bị biến heo rồi, thôi chạy mọi người. Sao team mình hết chết trơn vậy? Mọi người thấy team mình đông lắm mà ta. Rồi xong 5 đứa chết luôn mọi người. Sao bây giờ mình đánh nó không thấm nữa nha. Lúc nãy mình bắn rất là đau luôn. Mà bây giờ sao team địch mạnh quá mọi người ơi. Hình như bọn này bọn nó lên thủ hết rồi mọi người. Để mình xem cái build của bọn nó đây. Ôi vãi chưởng thật sự. Cái con bàn Đức này. Con bàn Đức, con đặng ngải lên giáp thủ, con quanh quanh với con triệu thống lên giáp phản đam, mà lên vĩnh sinh này nọ đó mọi người. Nói chung build đồ của bọn nó bây giờ là mình bắn không vào đam nổi đâu mọi người. Build đồ bọn nó bây giờ rất là trâu rồi, mình không thể nào mà đánh lại nữa. Nếu mà đánh thì mình chỉ đánh solo 1-1 thắng thôi. Còn nếu mà để nói mà cân 2 thì cân 2 vẫn không nổi, chứ đừng nói cân 3 mọi người. Và mạng của mình đang rất là, mình đang bị thua 5 mạng nữa. Vì mình sẽ bán giày nha, ok. Mình sẽ có một cái suy nghĩ táo bạo, mình sẽ bán cái giày, mình đổi giày mọi người. Mình sẽ mua cái giày bling này, giày này tức là cái giày tóc biến đó mọi người. Mình sẽ mua cái giày này để mình bling lên, mình tóc biến lên, mình bắn bể cái nhà đó. Bây giờ mình không thể nào mà win mạng được nữa rồi. Nó 45 mạng luôn rồi, mình mới 38 thôi. Tức là nó chỉ cần 5 mạng nữa thôi là nó win rồi. Nhưng mình nói team nào đạt 50 mạng trước thì team đó win. Bây giờ mình không win mạng được nữa thì mình win nhà mọi người. Nãy mình phá trụi lũi cái nhà nó rồi, mình sẽ phá cái nhà này đây. Ok, mình sẽ bắn cái mã lương không thế là đủ sát thương giết mình mọi người. Ok, nó heo thôi, mình ngự lên luôn nha, ngự lên mình bắn luôn cái nhà. Thì ok, mình đã win rồi, trận đấu rất là nghẹt thở luôn. Cuối trận mình xém thua lại mọi người, nhưng mà mình cũng win rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Bye bye.